Chào các bạn, ngày hôm nay mẹ của mình có làm một món là trái cây, rau củ quả và bánh kẹo chấm với lại ketchup. Ngày hôm nay mẹ của mình sẽ làm món này và trò chơi nữa. Và mình chơi một mình buồn quá, mình nhờ ba ba chơi chúa lại mình. Ba chín ra đây đi. Hello, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ làm thử món là cái nào nha. Đây các bạn có nhìn thấy không? Mẹ của mình ri á. Đó. Chocolate, đúng là chocolate. Cái này gì đây? Chính giữa mà. À, là cái màu tím này. Màu tím này là gì? Là chip. Trời ơi. Mình được chip. Ủa, quên chấm kìa. Họ sao mình không chấm cũng được. À, không chấm được đâu được. Bắt đầu quay nha. Ừ. Quay cái gì ngon ngon chút nha. Đúng rồi. Ồ. Ôi trời ơi, quýt ta. Quýt trong cái chút. Quýt nè. Trong cái chút đi. Mình nó chấm từ từ. Anh nó lạ quá à. Cái gì đây? Màu xanh này. Màu xanh là salad. Cái này là salad. Chấm như nhiều lên chứ. Cho các bạn xem đi. Ngon lắm các bạn ơi. Đây. Dưa leo chấm cá chút là ngon. Ngon quá. Ngon lắm các bạn ơi. Không rụng giòn nữa. Ngon. Và cũng là hai mẹ ra. Chị làm đi. Thế là chúng ta màu xanh celery. Celery tiếng Việt Nam là gì biết không? Cần đây. Đúng. Bây giờ mình quay nha các bạn. Các bạn có nhìn không? Thấy không? Cái này là cái cầu vồng mẹ của mình làm đấy. Là cái celery nữa. Mình thích ăn celery sao quá các bạn ơi. Đã. À, chocolate. Yeah. Chocolate ketchup à? Ui. Eo ơi. Cái màu xanh này là dưa leo. Dưa leo giòn quá. Thích vậy, sướng thế. Còn miếng rau gì nữa? Ngon không? Cho miếng đi. Phải quay chúng mới được ăn à? Đúng. Tao nhìn bà chí nha. Dưa leo nè. Dưa leo lên cái gì đây?
Bọn tím này. Bọn tím này là chip hả? Giang hết chip rồi, không được ăn nữa. Sao có một miếng nữa không? Phải quay chúng mới được ăn. Ừ. Mà bây giờ hết rồi. Mày nhìn đi. Quay đi, quay lại đi, hết rồi. Chip hết rồi, phải làm cái khác thôi. Làm gì đây? Tao. Yeah, có được ăn đó. Yeah, được ăn tao. Rồi, quay đều, celery hết rồi, quay tiếp. Đó, chia đều nha. Giờ mình quay toàn là chiếc là chia đều không mà. Thì bây giờ ba của mình và mình sẽ chia nhau. Mình đã ăn một miếng chuối là rồi, với chấm cái chốt mọi là nó ngon quá. Đây, cả thứ là chấm cái chốt ngon lắm đó các bạn ơi. Nên mình rất lắm, mình rất thích. Tại vì có cái chốt là mình thích lắm mà. Nên đã chấm cái chút ngon, cái gì chấm cái chút cũng ngon hết. Mà ba của mình là không thích. Ba của mình chỉ thích chiếc chấm cái chút thôi. Cái đó thì không có vui lắm các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye.